Em xin thề em sẽ yêu mãi thôi, yêu anh nồng say chuốc đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất chung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi đừng ngại chi anh ơi, yêu em, yêu em nhé. Người em yêu ơi, oh, oh, anh có nghe trong tim, oh, oh, bao tiếng yêu vang lên, oh, oh, dành cho anh đó. Người em yêu ơi, oh, oh, mơ ước chỉ xa xôi. I love you. Oh, 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 oh. Tiếng Linh đã có mặt rồi anh chị ơi. Lizzy bổ sẻ cho hai chị em mạnh mẽ của tối ngày hôm nay có được điều đặc biệt anh chị. Nhớ xem hết cái livestream này nha. Em xin thề em, em xin thề em. Ê, thề cái gì vậy bé yêu? Thề em, thề, thề là thề là thề. Thề cái gì không biết nữa, nghe nào. Em xin thề em sẽ yêu mãi thôi, yêu anh nồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và còn tiềm rất trung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi, đừng anh chị em ơi. Yêu anh nhé. Người em yêu hơn, anh có nghe trong tim, bao tiếng yêu vang lên, dành dành cho anh đó. Người anh yêu hơn, mơ ước chỉ xa xôi. Lời tỏ tình dễ thương hai rồi thì sẽ có một đúng không? À, mình phải tỏ và tỏ tình với tỏ tình từ A tới Z chứ đúng không? Sao em đểu vậy? Tỏ tình gì hai ba lời vậy? Tỏ tình chừng nào người yêu mà chấp nhận thì thôi. Với lại là bây giờ con gái mà đúng không? Con gái bây giờ xứng đáng có 10 người yêu. Đúng không anh chị? Đúng rồi. Hỡi người yêu, anh như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm, lung linh đẹp xinh. Những phút thần tiên bên anh lòng ngất ngây, trao dâng trong lòng em đam mê cuồng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé anh. Kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình, mình vui đêm này và trao nhau tình đắm say. Này anh yêu ơi, tình em ngàn lời muốn nói. Và chỉ mình anh thôi. Hết tiền xin goodbye trong trái tim em.
mọi người ơi. Ở bình luận cho hai chị em Miếng Linh thấy là các chị đang theo dõi, đang xem hai chị em đi ạ. Bình luận đi cả nhà ơi. Hỡi người yêu, anh như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm, lung linh đẹp xinh. Những phút thần tiên bên anh lòng ngất ngây, trào dâng trong lòng em. Lòng em ớt đam mê cùng say, mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé anh. Kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình, mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này anh yêu ơi, tình em ngàn lời muốn nói rằng em yêu anh, yêu ngay phút ban đầu, tình cờ mình quên nhau, trong ánh mắt anh chờ. Này anh gì ơi, em ơi, yêu anh nhất trên đời, thì không thích thì không, và chỉ mình anh thôi. Đừng có sợ nha em yêu. Rằng em yêu ơi, thì không anh gì ai, yêu ngày xưa ban đầu, tình cờ mình quen nhau, tình cờ mình quen nhau trong may mắn anh chờ. Này anh chỉ yêu ơi, hát lên với em nào, hát đi là hát đi, và chỉ mình anh thôi, và chỉ mình yêu ơi trong chờ live stream hôm nay. Yeah, 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 yeah. Nước hoa còn không hay bé. Nếu anh hỏi thì em xin thưa, Đức Khoa đang có chương trình khuyến mãi mua một tặng một luôn nha. Mua cái gì tặng cái gì nói rõ đi em yêu ơi. Nói như vậy anh chị sốt ruột chơi luôn. Nhanh cái tên dãy số để tìm hiểu rõ hơn sản phẩm nhà em nha anh gì đó. Hiện tại bây giờ Đức Khoa đang có chương trình mua một tặng kèm một đó anh chị ơi. Anh chị ơi, hôm nay ai mà mua nước hoa trong hôm nay là tao nói là lời, mà tao nói lời múc chỉ luôn. Múc chỉ luôn. Múc chỉ luôn, các chị mua một tặng một anh chị mình đó. Còn muốn biết nước hoa gì, nước hoa nam hay nữ, chia sẻ một xíu nữa nè. Nước hoa nam nữ dùng được luôn nha, mua một tặng một đó. Đừng có la lớn, lớn quá rồi không đủ hàng bán cho mấy chị đâu. Cho nên là la vừa thôi nha. Vừa thôi, bây giờ mình lên nhạc la la từ từ ha. Đúng anh rồi anh chị. Chào cô Nguyệt Hoàng. Hello chị giàu, chị Khánh. Tiếp tục đẩy 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 đẩy. Giá sao em? Giá sao em đợi xíu nữa cho biết nha. Đợi một xíu đi. Sau bài hát này em trả lời cho. Đó. Đợi một xíu. Shh, đừng la lớn. Có đoạn viral TikTok này. Gặp lại người xưa, người xưa. Cà phê quán cũ cùng vui với ai, cánh hoa rơi nhẹ vương mắt ai. Nay lối về sau bàn chân nào nì, rượu ngọt làm ta uống say, say say say. Cà phê đắng làm ta thấm cay, giấc chiêm bao chợt mơ thấy nhau, vỡ mộng rồi chỉ mình ta đơn đau. Từng cho nhau bao nhiêu hy vọng, cho nhau từng lời hứa phút cuối giữ lại được không? Gặp lại nhau chỉ hôm nay đêm, phải nhớ phải buồn. Nếu cho em lựa chọn một lần nữa, nếu cho em quay lại phút giây đầu, em nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp anh. Come on, come on. Vũ điệu con vịt này chỉ có là chỉ có đi CBT mới có. Cái gì vũ điệu con gì? Con ngỗng hả? Con gà mà có chân vịt với con gà. Con rắn quá vậy. Mẹ Mến ơi, lên số điện thoại bên dưới cho hai chị em đi ạ. Dạ mua hai tặng một với chị Mến ơi. Rượu ngọt làm ta uống say, say say say. Cà phê đắng làm ta thấm cay, giấc chim bao chợt mơ thấy nhau, vỡ mộng rồi riêng mình ta đớn đau. Đừng cho nhau bao nhiêu hy vọng, cho nhau từng lời hứa phút cuối giữ lại được không? Sư phụ gặp lại nhau chỉ hôm nay
một lần nữa. Nếu cho em quay lại phút giây đầu, em nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp anh. Đừng cho nhau bao nhiêu hy vọng, chọn nhau từng lời hứa phút cuối giữ lại được không? Được không? Gặp lại nhau chưa hôm nay đêm, phải nhớ phải buồn. Phải nhớ phải buồn. Nếu cho em lựa chọn một lần nữa, sao em? Nếu cho ta quay lại phút giây đầu, em nguyện. Em nguyện như thế nào? Thầm mong gặp yên sớm. Phải như vậy chứ. Nếu cho anh lựa chọn một lần nữa, nếu cho anh quay lại phút giây đầu, anh nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp nhau. Tại sao vậy? Khỏi. Em mới nói là muốn gặp anh sớm hơn, nhưng tại sao bây giờ anh nói là khỏi gặp nhau là sao? Biết. Quá đáng. Khỏi. Quá mệt mỏi. Biết. Mệt quá mệt anh chị. Ok, cảm ơn Phạm. Wow, một ca sáu rồi kìa anh chị, cho lên 2 ca được không ạ? Tiếp tục đi mọi người, đẩy view trai chị em cả nhà. Bài gì mà làm mưa làm gió của Yến Linh đi chị ơi. Thích nhất hai em này sẽ xinh đẹp rồi còn hát hay, cảm ơn chị Mỹ nha. Ok, Phạm Thanh nè. Đó, chống nắng hiện tại bây giờ là mua 2 được giảm giá trực tiếp. Kem sữa rửa mặt thì anh chị mua 2 được tặng 1 nha. Mua 2 sữa rửa mặt được tặng 1 kem chống nắng luôn. Cho nên là ai đang trong chương trình ngày hôm nay, mua hàng ngày hôm nay là siêu khuyến mãi. Xíu nữa em chia sẻ một cái bí quyết khuyến mãi. À, không phải bí quyết mà là một bí mật. Một bí mật khuyến mãi lớn. Hôm nay khuyến mãi nhiều lắm. Đừng có bỏ đi là tiếc lắm. Chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi các anh chị. Đúng rồi. Duy nhất ngày hôm nay thôi. À, rồi tới luôn được không? Nó sung hơn á. Hay là quăng ta cái bon. Rồi tới luôn đi. Rồi tới luôn nha anh chị, cái bài hát mà tao nói là hai chị em Yến Linh mà tao nói là mưa làm gió. Đúng trong cái thời gian dịch. Bài này hầu như là